Tao là bữa là tao đã cua dính nó rồi. Tao lên tao luôn rồi, bây giờ mày lên chi? Anh em chưa có kim cương nạp vào game, anh em đến ngay shop Quý Một Ngón Chấm Cơm, nơi bán hạt uy tín giá rẻ chất lượng. Thử dạng mai chỉ từ 19k 20k, anh em có thể trúng 9999 kim cương. Và đường link mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận bên dưới nha. Hello. Cái gì mà sao âm dưới ba? Ngáo hả? Thì vô chặn đi, tao nói cho mày nghe này nè. Ngáo đó. Nói gì? Hello. Cái gì? Nói gì? Ủa tao nghe, tao thấy mày quay clip gì thì 400k sub lên như vậy, mày lên chi vậy? Ủa thì người yêu tao thì tao lên, mày đi ngáo đó hả? Hồi bữa là mày cho nó dặn là tao đã cua dính nó rồi, bây giờ mày lên chi cho ba? Mày cho nó dặn là tao đã cua dính nó rồi, bây giờ mày lên chi cho ba? What the hell? Thằng này mày đi ngáo hả ba? Hôm qua mày không thấy tao làm lạnh đó hả? Cái clip chứ tao làm lạnh đó mà. Nó làm gì đó chứ nó không phải làm gì. Làm sao? Mày lên nó làm chi? Tao là hồi bữa là mày cho nó là tao cua dính nó rồi, mày không thấy tao hăng hăng với nó hả? Ủa tao nhắn tin với Nhi bình thường mà, tao nói là chuẩn bị lên em chơi nha, Nhi nó bình thường mà, mày xạo hả? Nhưng mà tao bữa là tao lên tao liếu liều nó rồi, giờ mày lên làm chi? Liếu không nổi mày cứ liếu. Mày giỡn cái tao hả nhăn? Tao nói thiệt chứ giỡn gì trời. Mày không biết fan của tao. Bây giờ kêu fan mày khỏi cái dĩa chân đi. Ủa gì ba, tao lên tao quay video cho fan tao coi mà, fan tao hóng lắm rồi. Bây giờ tao liếu liều con Nhi rồi mày lên làm chi vậy? Mày biết ngáo hả? Người yêu của tao thì tao lên. Tao là bữa là tao đã cua dính nó rồi. Tao lên tao liếu liều nó luôn rồi, bây giờ mày lên làm chi? Mày bị ngáo đá hả nhăn? Tao thì có làm sao tao nói vậy à? Ủa rồi bây giờ làm sao? Ủa bây giờ người yêu của tao thì tao lên thôi. Mày khỏi lên chứ sao? Mà hèn chi hổm gài. Mày với mày nói chuyện với Nhi giống như Binh Nhi nào không? Là bữa hổm tao nói vậy là hình như là mày như quen nhau thiệt à? Ờ. Really nigga. Mày giỡn tao nha, mày là bạn tao đó. Đâu? Mày là bạn của tao đó. Tao không biết, con giờ tao vậy rồi đó, rồi tao không sao biết tính sao giờ. Rồi bây giờ mày nói vậy rồi bây giờ biết tao làm sao bây giờ? Không lẽ bây giờ? Bây giờ mày khỏi lên con Nhi 400 cái ship vậy chân á. Kêu mấy thằng fan mày đậu xanh, đừng có mong vậy chân á. Mày bị ngáo quá nhăn. Mày nói thiệt hay nói giỡn nữa tao biết. Tao nói thiệt, ok. Sao tao thấy Nhi không có phản ứng gì chân vậy? Thì vậy đó, thì sao phản ứng chi, phản ứng cho mày nói nó là con người như vậy à. Mày không, khỏi tao, có lên tao đâu. Tao không tin Nhi là con người như vậy đâu. Mày đừng có nói hồng nói sợ với tao nữa. Tao đậu xanh tao nói gì đó. Mày giờ mày hề đi, tự nhiên cái giờ mày kêu tao tự nhiên. Tự nhiên 400 ca sub rồi, tự nhiên hôm nay tao nói là tao lên nhà Đăng Nhi. Rồi cái tự nhiên bữa nay mày mời tao vô, mày nói là mày kêu tao đừng có lên nhà Đăng Nhi là sao? Tao quen thiệt hả? Mày bị ngáo đó hả? Mày biết bao nhiêu người chứng kiến tao quen Đăng Nhi không? Mày giỡn mặt với tao giờ, hả? Bây giờ con Nhi là của tao, mày nói nhiều quá vậy? Của tao cái đầu mày á. Đậu xanh mày. Tao biết, tao lên á, tao nói rõ ràng chứ làm gì trước mặt tao sao được? Bây giờ là con Nhi là của tao. Hổm là tao liếu liều nó rồi, bây giờ mày lên làm chi nữa? Liếu thằng cha mày. Má thằng này trời, nó chửi tao luôn rồi. Tự nhiên là... người yêu của tao mà mày đi liếu liều hả? Mày tranh cơ hội tao với Đăng Nhi giận nhau rồi mày quen nhau hả? Mày đi ngáo đá hả? Ủa thì thằng nào quen được thì quen chứ, mày nói gì kỳ vậy? Ủa nhưng mà người yêu của tao. Bây giờ thì tao đã liếu liều, bây giờ nó là của tao rồi. Mày chỉ là người đi sau thôi, mày hiểu không? Mày chỉ là người đi sau thôi, mày hiểu không? Tao đếp nào mày là con người như vậy luôn á. Mày phải là bạn của tao nữa. Ừ, tao hết, bây giờ khỏi cũng được. Một hồi tao ra tao sẽ nói chính đáng có phải nói này là sự thật hay không. Thì cứ hỏi thoải mái. Má còn nói thoải mái nữa. Mày nói thiệt hay nói giỡn, mày nói mẹ tao một tiếng đi. Tao đã bảo là tao nói thiệt. Khỏi có 400 ca sức gì hết trơn á. Tao thấy mày đăng video tao mới vô, tao mới mời mày vô tao nói đó. Má tao đáng ngờ luôn á, mày tranh cơ hội mày quen Nhi. Bây giờ mày cút cho khác, ok. Rồi mày nghĩ fan của tao có bỏ qua cho mày không? Bây giờ tao không biết. Tự nhiên biết, của biết. Tao đó. Tự nhiên biết bao nhiêu. Bây giờ mày ra ngoài mày chết đi, mày nói chuyện với tao tiếp. Ok. Má tao đáng ngờ mà là con người như vậy luôn á. Tự nhiên biết bao nhiêu người chứng kiến tao với Nhi đang quen nhau, đang chon nhau. Cái đó là chon.
Mà Nhi đã tha thứ cho tao cái clip trước, Nhi đã tha thứ cho tao rồi. Mày tranh cơ hội này tự nhiên cái mày bỏ mày quen con Đan Nhi. Là sao? Tao giờ bây giờ tin Đan Nhi là con người như vậy hết trơn á. Đan Nhi là thiệt lòng với tao. Tao biết mày không có lạ gì hết trơn, mày đang cho tao hết gì nè. Tôi cho mày đấy anh Chi, đã tao nói là bữa mày làm nó buồn 2-3 ngày là tao nói chuyện với nó rất là nhiều rồi, hiểu không? Rất là nội mày. Nó đã quen nhau rồi, tao cũng lên nó luôn rồi. Mày chơi chung với tao mấy năm rồi nha. Nhưng mà thằng nào quen được thì quen chứ mày, ai kêu mày buồn nó làm nó buồn, nó tâm sự với tao biết bao nhiêu, mày hiểu không? Nhưng mà nó yêu tao thật lòng. Nhưng mà thật của lòng. Tao, mày là bạn tao mà sao mày là con người như vậy? Mày quen con người yêu của tao mà. Bây giờ nói chung mà tao đó, nó là của tao, tao liếu liều nó rồi, ok. Liếu ông nội mày. Sao mày nói nhiều gì? 19, mày mới có 16 tuổi mà mày đi liếu liều hả? Mày vẫn mặc với tao hả? Bây giờ đậu xanh, bây giờ nó là của tao, mày nói nhiều cái gì? Của tao thằng cha mày. Bây giờ mày qua nhà tao đi. Mày nói chuyện trước mặt tao nè, ở đó mày ở bên nhà mày mà mày nói chuyện kiểu gì vậy? Mày vẫn mặc với tao hả? Nguyên bây giờ của tao, mày là bạn tao, mà sao mày bây giờ tao đắc ngờ luôn á. Nhưng mà con Nhi bây giờ nó đâu có yêu mày nữa. Ủa không yêu sao tao lên nói là lên nhà nè Nhi chơi mà Nhi nói ừ giả giả đồ tùm lum chơi kìa, mày bị ngáo đó hả? Nó như vậy chứ không phải như vậy. Đào đắc tình, tự nhiên mời tao vô nó mày quen nó mày bị ngáo đá hả nhà nhân? Thì bởi vậy tao nghe nói mày lên chỗ thì tao mới mời vô để tao nói cho mày hiểu thôi, để cho mày khỏi lên chỗ mất công. Một hồi tao mời Nhi vô cho Nhi nói trước mặt luôn cho mày biết. Nhi không phải là con người như vậy. Thì Nhi cứ, thật lòng cứ mời vô hỏi đi. Nhi là thật lòng của tao. Tao không biết. Má tao đắc ngờ luôn á. Má không mày cút gì? Từ đây về sau mày đừng có nói chuyện với tao nữa nha. Rồi ok. Má từ đây về sau mày đừng có hòng mà nói chuyện với tao nữa. Mày cút khỏi cuộc đời của tao đi. Bây giờ nếu cái này là sự thật hoặc mày cho anh tao cái gì tao cũng nói chuyện với mày luôn. Thì mày cứ hỏi bây giờ mày nói thiệt đi. Bây giờ nếu mà hạt cho mày một cơ hội cuối đó mày nói hạt đi. Cái này thiệt cái giả. Nói mẹ gan tiếng. Tao nói là tao đã lên cho ảnh rồi. Nó là của tao, ok. Nói nhiều vậy. Rồi bây giờ là mày nói thiệt cậu phải không? Ừ. Bây giờ nếu mà mày cho anh tao hoặc mày làm gì tao cho anh tao giả bộ hay là cái gì là mày đừng có nói chuyện với tao nữa nha. Ok. Tao chắc ngờ mày là con người như vậy luôn. Bây giờ mày biết con người gì? Bây giờ tao nói là mày làm muốn nó buồn. Mày vì gái mà mày bỏ tao, tao bất ngờ. Nhi là không phải là con người như vậy, Nhi yêu tao thật lòng, hiểu không? Thật lòng cái cục cức nè. Tao còn nhắn tin với Nhi mới kẹt nói chuyện đàng hoàng mà bây giờ mày nói vô mày bị ngáo đá hả? Nhi còn nói chuyện với tao kẹt video với tao đàng hoàng luôn. Bây giờ nói chung á là bây giờ con Nhi á tao lấy nó rồi. Tao lên nó rồi, tao biết hết trơn gì nói đâu ấy, liệu nó gọi bây giờ mày lên đấy chi, bây giờ mày hỏi lên đâu. Bây giờ mọi người mong tao ra cái clip này để cho mọi người xem. Bây giờ mày nói với mấy thằng fan mày là khỏi có trông đợi gì đi, lên chi nữa, nghĩa là của tao rồi, lên chi nữa. Rồi nãy giờ á mày nói cái gì á tao đã quay lại hết rồi, tao đăng lên cho fan của tao nói về mày sẽ ra sao. Anh em bình luận nha, anh em nhớ bình luận nha anh em. Mình không ngờ nó là con người như vậy luôn á. Mày đường này mày khỏi chối nữa nha nha. Hồi mày ra mày hỏi con Nhi đi là mày biết. Bây giờ anh em coi nó khỏi chối nữa, nó không bao giờ nó chối được nữa đâu. Nó chối đi làm chi, bây giờ tao cũng đã làm hết trơn rồi. Mày là cái gì, mày giờ mày khỏi có lên. Mày lên để làm chi nữa. Kêu fan mày khỏi nông đòi gì hết. Mày vẫn mặt cái tao. Hồi nãy giờ là tao đã nói rồi, tao quay lại hết trơn rồi. Là fan của tao sẽ vô, sẽ nói cho mày biết. Tự nhiên tao mới vừa ăn cơm, tao vừa kẹt với Đan Nhi xong. Nói chuyện, đàng hoàng, tính chuyện lên Đan Nhi vài bữa nữa là tao lên, tao quay clip cho fan của tao xem. Tự nhiên giờ mày vô mày nói vậy là sao? Tao bất ngờ luôn á. Thì tao có làm sao tao nói vậy thôi, con Nhi nó nói chuyện với mày vậy thôi. Chứ vài bữa nếu như mày đòi lên thì nó không có chịu. Ủa? Nó chịu lên đàng hoàng mà mày cứ ngáo hả? Nó chỉ đồng ý như vậy chứ thôi, mày hiểu không? Mày bị ngáo hả? Tao quen với Đan Nhi mấy tháng trời, tao biết hết con người của Đan Nhi ra sao. Một cô gái rất là tốt, rất là hiền, không bao giờ là làm như vậy với tao đâu, mày hiểu không? Thì một hồi mày hỏi con Nhi đi.
tao quen mấy tháng mấy năm trời rồi, tao biết tính của Đan Nhi ra sao. Mày đừng có nói nhiều, đậu xanh một hồi mày hỏi con Nhi đi. Mày yên tâm, tao sẽ ra, tao lần sau tao sẽ mời Đan Nhi vô nói sự thật với mày luôn. Ok, cho mày biết. Má đáng ngờ mà làm con người như vậy luôn á. Thì giờ ngờ rồi đó. Thì nó đang buồn thì tao cái người xuyên vô thì nó phải thương thôi. Má hùa, đáng ngờ luôn. Tao mong cái này là không phải là sự thật. Mày đang lừa tao hay gì nè. Má đáng ngờ tin luôn. Mày khỏi có lên nha, mày nhớ mày đừng có lên nha mày. Tao mời vô, tao nói sự thật trước mặt mày cho mày biết. Ok.